Em chào các bác nhá. Em Lâm đây. Lại quay lại máy to cho bác đây. Để bác nào mà chưa xem được video thì có thể xem lại video nhà em. Thì hiện tại thì em có khoảng tầm gần 100 con máy đầu to, từ đầu 80 đến đầu 90. Quên, từ đầu 71, đầu 63 đến đầu 90. Thì em còn khoảng tầm 100 con. Đấy. Thì em có phun loa này, dòng model cao cấp nhất, đắt 2021 này. Đấy, đầu 80 này. Đấy, đắt 2021 này, đầu 80 này. Đấy, phun loa đẳng cấp nhất của dòng phun loa này. Mitsu này. Mitsu đầu 80 này, quần này. Đấy. Phu loa đầu 28 em quần này. Đấy. Phu loa đầu bao nhiêu đây? Đầu 90 em quần đang ế này. Đấy, phu Z đầu 80 này, ế bụi ngù lên không thèm lau luôn này. Tất đất luôn này. Đấy. Hai con đầu 90. Đấy, Mitsu hiện tại thì ở thị trường Việt Nam nó không phải nói phét đâu nhá. Nó không phải nói phét này, nói hoa này đâu nhá. Ở Việt Nam nhá, chưa chắc ai đã có luôn. Em có bốn con Mitsu này. Model cao cấp nhất 2024 này. Công nghệ Emoco này, Emoco Tech, công nghệ làm lạnh ức chế theo nhiệt độ con người này. Đấy, có cảnh báo nhiệt độ nóng lạnh này, 4 mùa này. Hiện tại em đang sở hữu được hai con, một con đời 2022 và một con đời 2023, mới 100% giấy tờ sổ sách còn nguyên, bảo hành bảo hiểm còn nguyên. Đấy. Đấy. Quá đẹp luôn. Đấy. Rất là nhiều máy dòng cao cấp nhá. Đấy, bác nào có điều kiện kinh tế mà thích chơi các dòng máy cao cấp thì alo cho em. Đấy, phu loa em còn dạn này. Năm ngoái mơ ước có được một con phu loa đầu 80 bán cho các bác. Mà năm nay có đây, mà năm nay các bác đại gia đâu hết rồi. Năm nay có những bác có điều kiện kinh tế đâu hết rồi. Năm ngoái thì có đến 10 bác muốn hỏi mua con phu loa đầu 80 này, không có máy mở bán. Mà năm ngoái bán bao nhiêu? Bán 36, 38 triệu. Có chỗ nó bán con đầu 80 phu loa đời 2017 thôi. Mà nó lưng tem lên, con phu loa vua ấy. Mà nó bán những 38 triệu. Năm nay phu loa đầu 80 ở nhà em Lâm bán có bao nhiêu? Bán có 34 triệu thôi mà vẫn còn ế trọng ế chờ ở đây. Cô bác nào thương em thì ủng hộ em với, thì đừng đợi lắng lên mà mua. Đấy, năm nay thì lắng chắc cũng không tăng giá nữa rồi. Ế lắm các bác ạ, đầu to này. Đây này em mới để một ít ở đây thôi đấy. Đầu to em gửi các nhà ấy. Mốt nhà người quen em gửi 10 con. Gần như em gửi cả họ nhà em rồi. Họ nhà em nhà ai có cái gian nào rộng em gửi nhờ bằng hết rồi. Đấy. Ế lắm các bạn, bác nào mua ủng hộ em quan điều hòa đầu to đi, em lấy đồng vốn lại cái hai số điện thoại này. Sang năm này chắc em cũng không dám buôn đầu to, sang năm chắc cắt các bạn không dám buôn được. Vốn bỏ lớn mà lãi suất thì đáng bao nhiêu đâu mà ế nằm đây. Đấy, bác nào lấy thì alo em hai số này nhé. 0975 360 433, dưới là 0377 99 6066. Phu Z này hiện tại là em đang còn phải đến 15-18 con phu Z hộp vuông như này. Phu loa thì chắc không đếm được, phu loa em phải còn tầm 40-50 con phu loa nữa. Mitsu còn tầm 3-40 con nữa. Nói chung là nhiều lắm, còn tầm trăm hơn trăm con đầu to nữa cơ. Đấy. Và Mitsu đầu 63 cũng còn, tức là từ đầu 63 trở lên đến đầu 90, hàng siêu cấp siêu VIP của phu và của Mitsu thì em Lâm đang còn rất nhiều. Đấy, ba la đầu 71 cũng còn rất là nhiều nhá. Đấy, bác nào lấy thì cứ alo em hai số này. Em tư vấn cho, lắp cho làm sao chuẩn chỉ. Đấy, thích hợp cho các phòng tầm từ 30 m2 đến 50 m2 thì nhà em Lâm thoải mái luôn. Đấy, em Lâm chào các bác nhé.